Thầy chào các em học sinh lớp 7. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu điểm 10 về tính chất của giải tỉ số bằng nhau tiếp theo. Cho x phần y cộng giấy cộng t bằng y phần giấy cộng t cộng x bằng giấy phần t cộng x cộng y bằng t phần x cộng y cộng giấy. Tính giá trị của biểu thức a bằng x cộng y chia giấy cộng t cộng y cộng giấy chia cho t cộng x cộng giấy cộng t chia x cộng y cộng t cộng x chia cho y cộng giấy. Ở đây chúng ta lưu ý là người ta chưa cho điều kiện x y giấy nha. Do đó thì cái bài toán này á sẽ có hai trường hợp, là chúng ta chia hai trường hợp, đó là trường hợp thứ nhất là x cộng y cộng giấy cộng t bằng 0, và trường hợp 2 là x cộng y cộng giấy cộng t khác 0 nha. Rồi, chia hai trường hợp nhớ nha. Rồi, bài toán có hai trường hợp. Thứ nhất là nếu x cộng y cộng giấy cộng t bằng 0. X cộng y cộng giấy cộng t bằng 0 thì suy ra được là x cộng y sẽ bằng là chuyển t giấy với t qua phải được là trừ mở ngoặc ra là x mở ngoặc ra là gì, là giấy cộng t nha, đó trừ tổng của giấy cộng t. Rồi tiếp tục chúng ta lấy y cộng giấy thì chuyển x với t qua phải là bằng trừ tổng của t cộng cho x. Rồi giấy cộng t thì bằng trừ tổng của x cộng y. Và cuối cùng là t cộng x thì bằng trừ tổng của y cộng giấy. Từ đây mình suy ra giá trị biểu thức a sẽ bằng x cộng y thì thay bằng là trừ tổng của giấy cộng t, trừ nè, mở ngoặc ra là giấy cộng t này chia cho giấy cộng t, ok chưa, cộng cho y cộng giấy thì thay bằng trừ tổng của t cộng x chia cho t cộng x. Tiếp tục giấy cộng t thì thay bằng là trừ tổng của x cộng giấy cộng t trừ tổng x cộng y, đúng rồi, chia cho x cộng y. T cộng x thì bằng trừ tổng của y cộng giấy đem chia cho y cộng giấy. Vậy thì a nó bằng giống nhau chia nhau bằng 1, cái này chia nhau là bằng 1 nè, thêm trừ là trừ 1. Tương tự cái này cũng là trừ 1, cộng tiếp cho trừ 1 và cộng cho trừ 1, kết quả là bằng trừ 4. A bằng trừ 4 nha. Rồi, A bằng trừ 4. Được chưa? Trường hợp 2, nếu x cộng y cộng giấy cộng t mà khác không á, khác không nha, khác không thì tới đây chúng ta sẽ cộng mẫu cái này cho một đi, cộng mẫu cái này cho một, không là áp dụng tính chất của giải tỉ số bằng nhau trực tiếp có được không, đây nè, áp dụng trực tiếp có được không, đây thử được không, tử cộng tử là được là x cộng y cộng giấy cộng t, còn mẫu cộng lại với nhau là x với x là 2x 3x nè, 1x 2x 3x đúng chưa, 3x. Rồi đây là 1y 2y 3y, tương tự thì cũng có 3 giấy 3 t, đặt 3 ra ngoài ở trong còn là x cộng y cộng giấy, rút gọn tử mẫu cho x cộng y cộng giấy thì được là 1/3, đúng chưa, 1/3. 1/3 thì sao đây, mẫu cái này 1/3 đúng không, thử thứ này x chia cho y cộng giấy cộng t bằng 1/3, nhân chéo được là gì, được là 3x sẽ bằng y cộng giấy cộng t. À tới đây thì cũng được nè, nó xảy ra khi nào, khi x cộng y cộng giấy bằng 1 á, đúng chưa, y cộng giấy cộng t bằng 3x thì xảy ra khi là x bằng y bằng giấy, đúng không? Rồi, này được rồi.
Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau, ta có là x phần y cộng giấy cộng t bằng y phần giấy cộng t cộng x bằng giấy phần t cộng x cộng y bằng t phần x cộng y cộng giấy. Đây này, và chúng ta sẽ cộng lại với nhau, cộng tử với nhau thì được là x cộng y cộng giấy cộng t. Còn dưới mẫu là thầy đã phân tích rồi, nó là 3x cộng 3y cộng 3 giấy cộng 3t, đặt 3 ra ngoài ở trong còn x cộng y cộng giấy cộng t. Rồi rút gọn tử mẫu cho x cộng y cộng giấy cộng t thì bằng là 1 phần 3. Được không? Từ đây mình suy ra x phần y cộng giấy cộng t thì bằng mấy đây? Bằng 1 phần 3. Tương tự mình có là y phần giấy cộng t cộng x bằng 1 phần 3 này. Rồi giấy phần t cộng x cộng y cũng bằng 1 phần 3. Và cuối cùng là t phần x cộng y cộng giấy cũng bằng 1 phần 3 luôn này. Rồi tương đương ở chỗ này là tương đương này. Nhân chéo được là 3x. Nhân chéo được là y cộng giấy cộng t. Vậy y cộng giấy cộng t bằng 3x. Nhân chéo được sẽ được là gì đây? Giấy cộng t cộng x sẽ bằng là 3y. Rồi tiếp tục là mình có là t cộng x cộng y thì bằng là 3 giấy. Rồi x cộng y cộng giấy thì bằng 3t. Vậy để xảy ra điều này thì sao? Buộc phải là gì? X bằng y bằng giấy và bằng t. Mà x bằng y giấy bằng t thì sao? Thì giá trị biểu thức phê sẽ bằng bao nhiêu đây? Mình suy ra phê sẽ bằng là x bằng y giấy bằng t thì mẫu cái này bằng mấy? Mẫu cái này bằng bằng 2, đúng không? Mẫu cái này bằng 1 chứ, được chưa? Là 2 2 này, ví dụ như là mình cho x bằng y giấy bằng 1 đi thì là 2 chia 2 bằng 1. Mình suy ra phê sẽ bằng 2 cộng cho 2 cộng cho 2 cộng cho 2 là bằng mấy đây? À, bằng 1, xin lỗi. Bằng 2 chia 2 á. Đó, chưa? Bằng 2 chia 2 cộng 2 chia 2 cộng cho 2 chia 2 cộng 2 chia 2 là bằng bằng 1 nha. Mẫu cái đây bằng 1 nè. Bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 là bằng mấy đây? Bằng 4. Ví dụ mình cho là x bằng y bằng z bằng 1 đây cho dễ nè. Đó, mình thay vô là sẽ là 1 cộng 1 nè. Cái này là a nó phê a. Thì a nó là bao nhiêu? 1 cộng 1 chia 1 cộng 1. Rồi tương tự nó sẽ là 1 cộng 1 chia cho 1 cộng 1. Rồi cộng cho 1 cộng 1 chia cho 1 cộng 1 cộng cho 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 thì rõ ràng nó bằng mấy đây? 2 chia 2 cộng 2 chia 2 nè. Cộng 2 chia 2 cộng 2 chia 2 là bằng mấy? Bằng 4. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.